Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em có về được một đôi loa rất là đẹp, và một đôi loa nó bass rất là khủng khiếp. Bass rất là khủng khiếp. Anh em nhìn thấy vào là hai bass 25, đều là hai bass thật hết. Một thân thùng là hai bass thật hết. Và từ là từ đôi, sườn là sườn đúc. Trép thì em này thì trép rất là sáng nha, vì nó sở hữu một trép con 3 cm và một họng còi trép, cho nên đánh nó rất là khỏe. Em này đặc biệt thì chúng ta có thể vừa nghe nhạc mạnh nè, nghe nhạc vàng và kết hợp karaoke rất là khỏe, không phải lo nghĩ ngại gì cả. Về chép đơm thì nó đứt, con chép này thì khó, chép này được chiều nhiệt rất là cao. Lo về trong tình trạng còn rất là đẹp, rất là đẹp, và gân đã được thay thế nè. Gân zin của nó em về thì vẫn còn nguyên, nhưng mà nó đã bị nhão, nó mềm, chúng ta đánh bass không hay, cho nên em phải thay thế cho hết cho anh em để chơi lâu dài. Màng là màng giấy tổng hợp. Màng giấy tổng hợp. Về thân thùng thì khỏi phải nói rồi, đẹp tuyệt vời. Đây nè, dung thành sắc cạnh hết cho anh em chơi. Em quay hết từng chi tiết cái ha. Luôn đều hết nha nè. Màu nâu đậm đen ha. Nâu đậm. Rồi, cái bên đây cũng vậy nha nè. Rất là đẹp. Tiếng loa còn cực kỳ đẹp luôn. Đó. Một đôi loa mà bass rất là khủng, và anh em có thể ca được, hát karaoke thoải mái luôn. Thì em này nó có chiều cao là 68 cm, chiều sâu là 41 cm và rộng là 38, cho nên cái hậu nó rất là sâu, cho nên đánh tiếng bass rất là khủng ha. Nó được sản xuất năm 1992, và em này nó có công suất là 120W trên một thân thùng. Nhưng mà anh em đem loa, ví dụ như em so với loa Onkyo D77 2X đi, nó là 230W thì đánh không lại em này đâu nha. Nó quá là quá tiêu thụ thôi. Còn về em này thì anh em hát karaoke rất là khỏe. Cái thứ nhất, cái thứ hai, bass khỏe hơn luôn. Đó. Dễ ghép em ly. Thì em này nó có độ nhạy lên đến 98 dB. Cho nên ghép rất là khỏe, rất là dễ. Không có gì để ngại. Đây là lưới và căng zin của em nói nha. Logo tem mát còn đầy đủ nha nè. Đây. Ha. Lưới zin, dây căng zin. Đây em quay luôn phần sau lưng nè. Anh em thấy là vuông hành sắc cạnh hết nè. Nguyên zin hết nha. Không mẻ bể nở gì cả. Đã thông lỗ hơi, và trạm phía dưới thì đời mới, cho nên trạm nó là được cắt ngắt bắp chuối luôn nha anh em. Những con ốc xiếc nó rất là dày dặn, chắc chắn. Đây là cái L và đây là cái R. Nó là một cặp anh em nhé. Rồi em cũng xin báo giá luôn để anh em mình cân đối tài chính và phone cho em nha. Thì đôi loa này em đang bán với giá là 18 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em luôn. 18 triệu đồng thôi, giá bao rẻ nhất luôn. Rất là rẻ cho anh em. Trong đối với đôi loa này thì thị trường thì rất là rẻ, kể cả bao ship rồi. Thì anh em nào có yêu thì hãy phone cho em nha. Và sau đây em sẽ mời anh em nghe thử một đoạn nhạc ha. Thank you.
nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai. Trăng son gấm nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã âm mây. Yêu nhau như mướm xây hoa, đẹp như giấc mộng vượt qua những năm rồi. Ở đây em chỉnh mức vừa phải thôi nha, em không có mở bát cho em ly hết, em mở mức 5 thôi, bát nó rất là dư, rất là nhiều, em không có nghe bát nhiều, em nghe bát vừa phải cho nên em chỉnh cái này. Thì anh em nào muốn nghe bát mạnh thì chúng ta chỉ cần lên bát thôi, bát rất là mạnh. Em cũng xin nhắc lại giá một lần nữa, thì giá của em nó là 18 triệu đồng, giá đã bao ship toàn quốc cho anh em. Anh em nào yêu thì hãy phone cho em qua số điện thoại 0343612345, thì chuyển đủ em sẽ bao ship nha anh em. Ship cọt thì em không bao nha, và lưu ý ship cọt anh em chuyển trước giùm em 20%. Rồi tới đây em xin kết thúc, và anh em nào yêu hãy phone cho em. Xin cảm ơn em rất nhiều.